chào mừng các bạn đã đến với YouTube của công ty nhạc Việt, Facebook Bảo Nhạc Việt Vũ và YouTube Bảo Nhạc Việt cho những bạn nào thích hình ảnh HD. Xin lỗi các bạn, hôm nay tôi lên rất là trễ so với lịch cả tiếng đồng hồ là bởi vì là sau khi cập nhật cái phần mềm cho cái máy tính mắt là nó rối tùm lum ở trên nó thành ra à, phải sửa lại tùm lum nên thành ra youtube bữa nay là tôi dùng cái phần mềm mới nên thành ra hên xui nha à không biết được hay không tí nữa tôi mới coi lại sao như thế nào rồi món đầu tiên của hôm nay chúng ta đó là một cây một cây vừa piano điện à digital piano nó vừa là một cây workstation Digital Piano bởi vì nó có 88 phím piano nha các bạn 88 phím piano Và một cây workstation bởi vì nó có tất cả những chức năng của workstation là sequencer Tất cả tiếng synthesize, tất cả những tiếng khác Thâu quay, có sampling này kia đủ thứ Và tiếng piano của nó rất tuyệt vời Xin mời các bạn xem nha tại sao tôi lại giới thiệu cái cây này ngày hôm nay bởi vì à hôm nay là mình à mấy bữa nay là mình có gặp cái mấy cái người mà dạy nhạc cho con mình ở bên mỹ thì mình mới thấy một điều rằng là cho dù là họ có dạy cho con mình piano cổ điển đúng phần cổ điển vẫn quan trọng các bạn nếu con các bạn muốn con của các bạn có nền tảng thì vẫn các bạn vẫn phải, học gam vẫn phải học hanong nông và học một số bài cổ điển nhưng mình thấy là bây giờ họ đã đã dạy cho con nít tất cả những thứ khác chẳng hạn như học âm như thế nào cách phối bài scale chạy những cái gì và thậm chí khuyến khích con của mình bắt đầu đánh những cái bài mà mới và tự soạn tự compose tự soạn ra một cái lối mới thì mình thấy cái ngày xưa khi mà tôi đi học piano ở nhà, à, thì tất cả các cô các thầy đều dạy cổ điển. Mà với một cái thằng mà thích đá banh, à, ngày xưa tôi thích đá banh, thích đi chơi chẳng hạn như ném lon này, đánh tất cả những trò chơi con nít mà cái thời mà bảy mấy tám mấy là đã chơi thì tôi đã kinh qua hết này kia tất cả. thì đương nhiên là cái chuyện mà học piano cổ điển là một chuyện rất là chán cho đến một ngày đẹp trời à một ngày đẹp trời chú bảo chánh ghé chơi nhà à, lúc đó tôi nhớ không lầm thì đó năm đó là tôi học lớp à, lớp lớp bốn à, tầm cái chừng khoảng 8 tuổi à, chú chánh ghé nhà thì chú chánh đánh mấy cái đàn hoặc ông cắm mấy cái cục phá tiếng vô ông quýnh trời tôi ngồi tôi nghe mê mạnh hai tiếng đồng hồ chú chánh cũng rất là thích bởi vì ổng uh, nói thẳng ra thì ở nhà của tôi ba tôi mới có những cái đàn như thế nên chú chánh tới chú bảo chánh á, tác giả của những cái bài tình thôi xót xa, xa hay là bên em là biển rộng này kia tất cả những bài đó đó một người hòa âm rất là nổi tiếng và tôi là một người rất là tôi rất là thích à thì chú, để, chú đánh đánh những cái bài đó hai tiếng đồng hồ và tôi ngồi tôi nghe mẹ mà tôi thấy ôi trời âm nhạc nó đâu có phải những những cái bài của Mozart hay Beethoven gì, gì đó không có nhiều cái điều khác thú vị rất nhiều và lúc đó tôi mới bắt đầu tôi ngồi tôi nghe tôi để ý à, và lúc đó bắt đầu tôi mới thích âm nhạc chứ nếu mà giả dạ sử như học cổ điển không thôi thì à, nó thiệt không có một người chơi pian chơi keyboard chơi piano như vũ bảo phù thủy như các bạn vẫn thấy bây giờ đâu à có thể tôi đã bỏ nhạc từ lâu lắm rồi thật sự là như vậy thì à, tôi thấy con tôi cũng vậy nếu mà giả sử như nó học cổ điển không thì nó rất là chán nhưng mà tôi nói con đánh cổ điển nào. à những nếu một số bài thôi ah à, đánh cổ điển một số bài thôi rồi con đánh han ông con đánh gam để tập luyện nó như bây giờ con đánh những cái bài này những cái bài con thích đi và tự soạn đi Bạn tự nó thích thì nên bài dạy tôi mới giới thiệu với các bạn cây digital workstation 88 phím piano Các bạn cho con các bạn học Những cái cây như thế này Nó vẫn đánh piano được Đây là tiếng piano à, Vẫn đánh được piano Rất tốt Tiếng piano rất hay nữa là đằng khác Đó. À. piano đó chẳng hạn như những cái này là chẳng hạn như tôi 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 demo đây chẳng hạn đó, đó, nhưng mà đồng thời nó cũng có những cái khác những cái khác chẳng hạn như bây giờ như đây nè À. Tất cả những cái group này nó vẫn nằm ở trong cái cross 88 À bạn ạ. Em mình mang chất hiện đại đúng không các bạn thấy không đó này rồi tôi đánh trên cái nền đó đó giới thiệu với các bạn sơ sơ một số số như vậy để tí nữa tôi sẽ bỏ cái link ở dưới đó cho các bạn các bạn thấy như vậy và nó có thể thâu được Và nó có thể làm được nhiều thứ như thế Thì điều này nó sẽ giúp cho con nít Nó cảm thấy nó không có chán Thật ra cái đàn này là đàn dành cho giới chuyên nghiệp Nhưng mà tôi có tôi muốn có những cái tư tưởng mới Tôi có những cái tư tưởng mới về cách Truyền à, thụ âm nhạc cho Và tôi dùng con tôi để làm thử nghiệm luôn Và mình thấy như vậy thì nó có vẻ nó thích thú hơn thay vì nó chỉ chơi game không thì nó đã đều thích thú rồi à bên cạnh cái việc là học cổ điển học đúng cái bài bản à thì nó vẫn có thể nó phát triển được những cái gì mới khác hơn là chỉ có mỗi cổ điển không thôi các bạn đừng 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 đừng, đừng sai lầm nha cổ điển là nền tảng vẫn phải có nha các bạn cái đó là nền tảng phải có. Cái ý tôi nói ở đây là bên cạnh cái nền tảng đó mình sẽ dạy cho con nít. À, các bé, các bé nhất là bé tin này kia. Những cái để nó phát triển lên. À, thì khi mà bắt đầu nó qua cả những khoảng tầm 11, 12 tuổi rồi nó có nền tảng rồi. Và từ đó nó có thể nó lựa chọn bất cứ loại nhạc gì nó mong muốn. Có thể đi theo pop, có thể đi theo jazz, có thể đi theo rock. Có thể đến EDM Có thể trở về Cội nguồn là dân ca Đó Nhưng mà mình sẽ tạo cho nó Bởi vì âm nhạc nó có riff này, Có hòa âm Và có giai điệu Có tâm hồn có Cảm xúc Mình tạo ra tất cả những cái đó Mình hòa quyện lại Thì sẽ giúp cho con mình Nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều à Thay vì chỉ mua một cái piano cổ điển Thật ra mà tôi nói Nói thiệt với các bạn Tôi bán piano ở Việt Nam rất là nhiều và tôi thấy một cái thực trạng là gì rất nhiều bố mẹ mua piano về cho con à bắt con học piano nhưng bởi vì nghĩ rằng con học piano thì nó sẽ trở thành quý phái à nó sẽ, sẽ sang trọng nên bắt nó học Đó, bắt nó học và khi bắt nó học như vậy thì nó ok học hả rồi con sẽ học nhưng nó học rồi nó sao Nó chán Thế thôi Nó bỏ ngang Nếu chẳng hạn như các bạn thấy Cộng kết hợp với cái như cái video ngày hôm qua tôi nói Cái livestream ngày hôm qua tôi nói À Nó có thể thay vì nó chỉ học Cổ điển không vậy Nó có thể làm bất cứ cái rip gì nó mong muốn À những cái style nó mong, 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 mong muốn khác Thì các bạn sẽ thấy con của bạn sẽ học được một cái môn nghệ thuật mới về âm nhạc nên sẽ rất là thú vị. Các bạn cũng đừng mong chờ rằng là Nó cũng sẽ trở thành đánh bài Phơ ly à, Moon, Moonlight Sonata à, Những cái bài mà rất là 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 Kinh điển của nhà Của piano đó, Giống như vậy Có thể một ngày nào đó các bạn sẽ nghe Con bạn đánh bà, Bài Phơ theo một cái kiểu như nhạc rock chẳng hạn hay là EDM đó là theo cái xu hướng của nó, theo cái cấp của nó thì hãy để cho nó phát triển giống như vậy. Và đây là một cái cây mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất phù hợp để cho con bà. Nó dọc, nó phá và nó phát triển tất cả những cái gì mà nó thích. À, cross 88 phím. Tại tôi tại sao tôi chọn cái 88 phím bởi vì nó có thể học piano được. Đó, cross 88. À đó là cây này đó. Và giá của nó bữa nay là 20 triệu Nha các bạn ha Rồi Cross 88 Phím piano nha các bạn Phím nặng như piano như vậy Đó Và tiếng piano thì rất là hay nhá. Đây là một cái ví dụ À Tôi bỏ cái hình à, Đây cái, cái, cái nhà một nhà người bạn Đó Để một cái đàn Đó như vậy cho con học đó như vậy thôi đó rồi cái thứ hai cái thứ hai là dành cho âm thanh à âm thanh Rồi sao chứ quay vòng 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 gọi vậy trời chuyện gì xảy ra đâu ok rồi đây là cục TG 1 à, Các bạn có thể Cũng nghe Một vài lần Tôi nhắn tới cái cục này à Đây là một cái cục Effect à, Dual Effect à, Hai trong một đó các bạn Cái cục này nó có hai Effect ở trong một à, à, Hai Effect trong một Đây Effect A và Effect B đó, 1 và 2. Đó. Cái nghĩa là bạn có thể đồng thời có revert. À, cho ox 1 và đồng thời có echo cho ox số so 2. Đó. Đây là một cục effect mà tôi nói thiệt với các bạn. Khá là hay so với cái giá tiền của nó giá tiền của nó là nó cỡ chừng khoảng tầm cả... ngày xưa thì tôi bán nó 12 triệu bây giờ thì vẫn luôn luôn là bán với cái giá là khuyến mãi là 8 triệu thì đây là một cái cục effect mà tôi nói thiệt với các bạn có cái tiếng vật rất hay tiếng eco hay và nhưng đặc biệt tiếng vật rất là hay nhiều khi tôi cũng có... cũng ngạc nhiên là như vậy có nhiều bạn nó đến đến giờ phút này vẫn nhắn tin cho tôi anh bảo ơi còn bán cái cục tc m ba năm mươi không à tôi nói em ba năm mươi bây giờ nó 5 triệu bỏ thêm 3 triệu nữa mua cục m one xl này luôn đi nó hay hơn nhiều lắm luôn nó hay hơn nhiều nhiều lắm luôn nhất là tiếng vợt nó hay hơn cái thằng em ba năm mươi nhiều lắm luôn các bạn đó và các bạn có thể chỉnh được rất nhiều thông số theo cái ý của mình. Tôi đã có một cái video hướng dẫn sử dụng. Chỉ tiếc rằng cái video hướng dẫn sử dụng này à, là tôi thật ra tôi up 4 năm trước bởi vì cái kênh này là kênh làm lại. Chứ thật ra cái video này đã tôi, tôi đã làm nó vào 9 năm trước rồi. Cái thời năm 2, 2011 đó các bạn. Nên cái hồi đó tôi quay bằng một cái, cái máy nó tên là Zoom. Cái máy nó tên là Zoom nhỏ nhỏ. Và file gọi nó là MP4 nên chất lượng âm thanh nó cũng rất là chán. À, chất lượng hình ảnh nó cũng rất là chán. À, và tôi nói bằng cái giọng bình thường giống không vậy dùng micro và hướng dẫn trong này. Thì để qua dịch. À, qua dịch à kia tôi về Việt Nam được thì tôi sẽ làm lại cái video để hướng dẫn lại cục em qua này bởi vì tôi thấy nó thật sự nó rất là hay à, và nhiều mà không hiểu tại sao là có nhiều bạn lại lại chưa biết về nó thì hôm nay tôi nhắc lại à cục này là đang được khuyến, khuyến mãi đó là 8 triệu nha các bạn đó, và so sánh luôn cái DL một sáu với lại cái của em quan thì cái một sáu này Tinh vật cũng rất là hay thì các bạn có thể nghe cái vật của một sáu với lại cái em 1 này và các bạn thấy nhưng mà cái vợ của em qua này rất là hay và những bạn nào mà xài mixer analog <laughs> cần một cái cục effect cho tiếng ca thì đây là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời à, lựa chọn tuyệt vời à, nên đây tôi cũng nói luôn là trước đây có một vài cái version à, nó bị trục chặt nó bị trục chặt ở cái phần software nó trực chặt ở phần software có nghĩa là sao cái nghĩa là nếu khi điện của các bạn và các bạn xài điện mà nó không đủ á à hoặc là thì nó sẽ bị đứng máy nhưng mà cái đó thì đã được giải quyết rồi sau khi mình báo cáo với hãng thì hãng đã đã nó đã giải quyết cái vụ đó và nó gửi phiên bản mới cập nhật mới của phần mềm và bây giờ mình đã update lại và bây giờ nó không còn bị cái tình trạng đó nữa Xin giới thiệu với các bạn TC M1 XL 8 triệu một cục Effect đôi rất là hay nha Ok Rồi món thứ ba Đây là một bộ trống Khá mới Nhưng không phải là mới Đây là bộ Mapex Max M-A-R-S Max À Bạn đây ở đây à, Nó trông nó khá là Hơi lạ một tí Bởi vì Amory các bạn sẽ biến Rất nhiều Saturn thì là đỉnh rồi À đỉnh rồi Đỉnh cao Black Panther thì là đỉnh cao rồi À Prodigy Và cái Tornado các bạn thấy quá nhiều rồi Storm các bạn thấy cũng tương đối nhiều Nhưng mà Mars Bởi vì nó nằm ở trong một cái cái khúc mà hẹp hẹp nên các bạn thấy nhiều bạn không biết về nó nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu luôn các bạn đây là một bộ trống khá là tuyệt vời so với túi tiền bạn bỏ ra à, với túi tiền của bạn bỏ ra thì đây là một bộ trống rất đáng để ý tại sao vậy cái concept của cái bộ trống này và Amory à bộ Max và Amory cái concept của nó cái ý tưởng của nó là lấy từ cái bộ Saturn đi xuống nhưng mà bây giờ thì Saturn nó sẽ sang một cái cấp độ mới rồi nó sang evolution rồi à sang một cấp độ mới rồi nhưng mà cái bộ này là lấy ý tưởng từ Saturn 4 còn bây giờ là Saturn 5 rồi và Saturn evolution rồi thật ra là Saturn 6 rồi à nghĩa là nó hơn đấy nhưng mà cái này là lấy ít cái design từ cái Saturn xuống nên thành ra cái sao của nó rất là hay Đó à, Nhưng mà bộ Amory thì nó là sơn mài Còn cái thằng này Thì nó là bọc Bọc mà Bọc một cái lớp ở ngoài chứ không phải là sơn mài Nhân đây tôi cũng nói luôn cái chuyện mà <laughs> Sơn mài Hay là bọc lớp Cái nào Tiếng hay hơn tôi cũng đã hỏi cái điều này với nhiều người làm nhiều hãng hãng, hãng sản xuất chống à đây chẳng hạn như Trong set đây là sơn mài Ồ, bữa này mạng nó chậm ghê luôn ha nó quay vòng 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 đây chẳng hạn như bộ này bộ sơn mài các bạn thấy sơn mài thì các bạn biết rồi có nghĩa rằng là người ta sơn trực tiếp à sơn mài trực tiếp lên cái 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 chống của mình Đó thế thôi đó, Ồ, nó vòng 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 vòng. <laughs> trực tiếp lên cái trống của mình. Đó, là như vậy thôi. Còn cái bộ bọc như vậy thế này thì nó thay vì nó sơn trực tiếp lên đó thì nó có một cái lớp bọc ply bên bên ngoài. Thì có khi là một lớp mica, với trường hợp này nó không phải mica mà nó là một cái lớp một lớp nhựa. À. Thì nó là như vậy họ trả lời rằng là tôi hỏi những cái người design trong á thì nó chất lượng âm thanh nếu cùng một series tôi nói cùng một series nha một dòng chẳng hạn như là collector các bạn biết rồi collector à có những bộ không phải là sơn mài vẫn là bọc nha vẫn là, vẫn đắt như thường à chẳng hạn như nó, nó nó bọc một cái những cái chất liệu rất là lạ à, cái màu rất là lạ cái kiểu design đó là lạ, nó vẫn đắt như thường Vậy custom à, collector. So cái collector sơn mài mà với collector mà bọc xung quanh. Thì thằng nào hay hơn? Thì nó nói, hai collector nó sao nó y chang nhau vậy? À, nó có thể nó khác. Bởi vì các bạn biết là đồ acoustic. Thì cho dù nó cùng một model. Nhưng mà không có cách nào mà bộ thứ nhất. Nó giống y chang như bộ thứ hai. Không cách nào. À. Bởi vì ngay cho dù bạn có thể bạn dùng một cái cây đi chăng nữa Thì cái cây ở ngay cái đoạn đó Nó sẽ khác cái đoạn kia một chút Nên cái chất âm nó vẫn có thể nó khác đi một chút xíu Đó là độ acoustic là nó phải chịu như vậy Nên bà dạy khi ngay cả cái người mà design cái Steinway Sons Nó nói Khi họ sẽ xuất xưởng những cái piano Steinway Sons Thì một ngàn cái piano là một ngàn chất sao khác nhau Không có cái nào giống như cái nào à thì cái à, thì quay trở lại cái bộ trống như vậy thì những cái người mà design trống họ nói với tôi tôi nói chuyện với rất nhiều người cái tính của tôi đã rất là tò mò cái gì mà mình không biết là mình nào mình hỏi à thì họ nói rằng là nếu anh so cùng một series so cùng một cái đẳng cấp một giá tiền thì hai cái đó rất là khó để phân biệt tiếng nó cái nào hay hơn cái nào à tuy nhiên thằng sơn mài thì lúc nào nó cũng làm khó hơn để à, nó phải sơn mà nó nhiều lớp mà nó đẹp hơn. và nó đẹp hơn nhất là những cái bộ mà exotic nữa exotic là những cái bộ mà nếu là bình thường nhưng mà nó có một cái lớp gỗ rất là mỏng bên ngoài và cái lớp gỗ đó là thường là những cái lỗ lớp gỗ rất là quý mà nó tạo ra những cái vân rất là đẹp À nên là nó cái những cái bộ đó là rất là rất là đẹp thì khi người ta nói là hai cái này nó sơn mài thì nó đẹp hơn thôi tuy nhiên nếu mà các nếu mà anh á nghĩa là họ nói là chị cho tôi á nếu mà ông vũ bảo á nếu mà anh bán cho khách hàng á có hai cách để họ lựa chọn anh nên tư vấn cho họ nếu họ chỉ để một chỗ không di chuyển nhiều thì sơn mài rất là đẹp đúng cái ply, cái, cái, cái vỏ bọc cái bằng BK có nhiều loại cũng rất là đẹp chứ không phải là không. À, có nhiều cái rất là đẹp, các bạn đừng có, đừng có tưởng lầm. Rất là cái nhiều rất là đẹp. À, cái Mỗi cái nó có cái đẹp riêng. Nhưng nếu mà đi show á, thì tôi nên khuyên bạn bán cho khách hàng những cái bộ mà vỏ bọc thì nó sẽ tốt hơn là sơn mài. Mình mới hỏi tại sao vậy? Bởi vì những cái bộ mà có vỏ bọc bằng mica như thế À mà Không phải mica mà nó thật ra nó là một cái lớp Lớp nhựa à, Lớp nhựa như thế Thì nó sẽ chống va đập Nó chống chảy xước tốt hơn nhiều Mà trong trường hợp nếu nó bị như vậy à thì cái lớp đó nó rất, nó dày hơn cái, cái cái cái, kia đấy cái kia là các bạn tưởng tượng đi nó là gỗ mà nó, nó, nó lớp sơn mài nó chỉ cần cái một cái con vít hay là một cái đinh hay một cái cái cạnh loa hay cái power nó nó cả nó quẹt ngay một cái là coi như là làm cái rạc nó cái thành đường rồi đúng không trong khi cái, cái 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 miếng mica kia nó trơn mà à mà nó dày nữa à đâu có sao đâu các bạn cứ tưởng tượng là nhiều khi mình dùng da trần của mình mình đi mình cọ sát đó thì mình thấy nó phê thiệt đó nhưng mà khi mà nó bị cái gì đó là coi như là mình các bạn thấy ngay lên đúng không Tại khi các bạn có cái vỏ bọc cao su vô á, chẳng hạn như thì nó nó sẽ mất thì nó sẽ chống được nhiều cái đúng không? Đó, kiểu giống như vậy á thì chống nó cũng như vậy đó. À đó, nó như vậy. Thì đây là quay lại trở lại đây. Đây là một cái bộ mask. À là cái bộ mà có nhiều người không để ý. Thì hôm nay nhân tiện đây tôi giới thiệu luôn và cũng khuyến mãi luôn cho các bạn. À có hai series để cho các bạn lựa chọn Thứ nhất là năm chống như thế này Bình thường 22 Snail 14 To 10, to 12, to 16 Hoặc các bạn có thể lựa chọn à, Cái này Kick 22 Snail 14, Tom 12 Và to 14, to 16 à, Hai cách để lựa chọn nhiều khi ở Việt Nam mình thì mình hay hay thấy cái 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 lựa chọn này đúng không? Nhưng mà thật ra mà nói ở bên Mỹ tôi đi coi rất nhiều show thì tôi thấy tụi nó đánh cái kiểu này cũng rất là nhiều. À, đó, rất là nhiều. Nên đây là cũng nên là một cái cách nên có một cái cách để các bạn thì thì suy nghĩ thì xem. Và khi mà ông chiêu ông sang á thì ông chỉ đánh một tom trên tom dưới thôi, one up gần đào. À, là giống kiểu như vậy thì hai bộ này hôm nay sẽ được với khuyến mãi không phải bộ này nha bộ này Black Panther nha à với giá nếu không kể hát qua nha các bạn không tính hát qua chỉ tính năm trống thôi đó năm trống hoặc là như thế này hoặc là năm trống như thế này cũng một hai ba bốn năm thì giá của nó giá đặc biệt các bạn sửa soạn té ngựa nè 12 triệu thôi và sao của nó rất là hay tí nữa tôi cũng sẽ bỏ những cái đường link demo cái sao của Max cho các bạn thấy ha. À, rồi, 12 triệu của bọn này ha. Rồi, kế tiếp nữa. Xin mời các bạn đến với một, một thằng rất là đỉnh của QSC. À, rất là đỉnh các bạn. À, đây là KW153 Tại sao hôm nay tôi lại lôi cái thằng KW153 này ra Bởi các bạn thấy cái họng loa mít ở đây Rất là đỏ Và tôi đã thực tế chứng kiến Trời ơi Hôm qua mới đi chơi À đi chơi Bên Mỹ này bây giờ nó không trả sợ Covid có véo gì nữa Gần à, đến Giáng sinh rồi các cửa hàng này kia âm nhạc chơi y xèo rất là vui à giờ nó chả sợ covid gì nó đến nó chơi từ lưa dừa. vừa thì mình chứng kiến nó quánh một cái sân quánh một cái sân cũng khá là lớn các bạn chứa được hôm qua đi cái cái đó là cái, lễ hội nít này kia dạy 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 cho chụp hình ông già noel này nọ thì cũng cỡ tôi thấy cũng cỡ chừng khoảng 500 người mà nó chỉ quýnh có một cặp súp KW181 à, KW181 ở đây à. Và một cặp mít này thôi Cặp ba quay này thôi Cái lô mid và cái họng này và cái trap này Nhưng mà bởi vì do cái họng mít này Cái loại trap, à, loại mít của nó Nó hiệu quả quá Nên cái tiếng ca của nó, ra Trời ơi ra lòng lộng luôn À, tụi Mỹ nó ca nghe lòng lộng luôn đã luôn các bạn phê luôn à với bốn ban nhạc quấn năm người bộ, trống cây bass cây guitar à trống bass guitar một cái keyboard à và cái 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 cô ca sĩ đó vừa đánh guitar thùng vừa ca luôn à trời ơi qua quấn cỡ chừng khoảng 400 người ô nghe tiếng ca lòng lộng luôn ngoài trời rất là phê rất là đã nên thành ra Trời ơi giới thiệu luôn Quay về cái nhớ liền Giới thiệu luôn cho các bạn để các bạn ấy Cái này mà làm lễ Giáng sinh nữa thì thôi Tuyệt vời KW153 à. À, Cái này thì Tiếng ca nó nó bệnh Nhưng mà đừng Bạn nào mà muốn mang về hát cao kê Thì à, hơi khó nha Bởi vì nó Cái phòng của bạn cũng phải cỡ Tầm như biệt phủ này kia Thì chơi mới cái là cái phòng cũng phải Ít nhất nó phải 60 mét vuông độ lên cái chừng khoảng 100 mét vuông thì tốt. À. Thì mới, mới chịu nổi. Chứ nếu một cái phòng của các bạn. Cái chừng khoảng tầm. Cái chừng khoảng 20 mét vuông. 30 mét vuông. Thì các bạn chơi thì. Thì thấy nó nó, nó. 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 Nó hơi. Khó. Khó. Khó, khó chơi. À. Tầm cái chừng khoảng 5-60 mét vuông. Cho đến 100 mét vuông. Thì là tuyệt vời. À. Bộ này thì. Bá phát. À. Thì bây giờ. Cái bộ này. KW-153 thôi nha các bạn. Hôm nay KW 153 à, sẽ được khuyến mãi với giá 69 triệu nha hai cái cả lưu lượng 153 69 triệu hai cái ha à công suất bao nhiêu Ồ oh, công suất bao nhiêu 1 w RMS nha à, 134 dB Ồ oh, 134 dB 1 mét đúng chưa 2 m chỉ còn 128 4 m thì còn 122. 8 m còn 116. À, 16 m thì còn 110. 32 m còn 104 dB. 32 m còn 104 dB nha. 64 m còn 98 dB. Kêu lớn kinh khủng chưa? Điện ca kêu lớn kinh khủng chưa? 64 m thì các bạn chứa được bao nhiêu người? À, 64 m à, hôm qua tôi đứng ở cái sân đó thì ta cỡ cỡ những khoảng tầm cỡ những khoảng à nó, nó cỡ chừng nó nhỏ hơn cái sân banh của mình 45 m 9 m nhiều mét thì nó nhỏ hơn cái sân banh của mình chút thì chắc tôi nghĩ cỡ những khoảng 45 nó cỡ những khoảng 50 với lại 60 m à, tầm đó à, mà nó quấn lòng lọt à, nên là ra một cặp này là phê à, nhà thờ nào mà chịu chơi lễ nói anh này À lấy cặp này cũng là phê ạ. À rồi tiếp tục theo cái này. Món cuối cùng ngày hôm nay. Đây là một cục phá tiếng. À cục phá tiếng này có cũng tương đối là mà được mấy năm rồi. 7-8 năm rồi. AX 3000G của cọt Cái cục phá tiếng này nó là digital. Nhưng mà những cái nút vặn của nó là analog nên là tương đối là dễ chỉnh và dễ bạn dễ điều khiển. Đó. Và đây là tạp chí Music Radar. À đây là một trong những cái tạp chí nổi tiếng chuyên môn review những cái sản phẩm của âm nhạc. Bên âm thanh thì có sao Ansa, sao sao ha. Đó, cái này thì bên này uh, Music Radar là chuyên môn review những cái đồ nhạc cụ và đồ phòng thu. Và với cái giá là 250 bảng Anh. 250 bảng Anh thì nó tầm cỡ chừng khoảng 350 đô là cỡ chừng khoảng 8 triệu đó các bạn. 8 triệu. À so sánh với lại cục Boss GT6 nè, hoặc là Digitech RP400 hoặc là GNX nè. Đó à, là những cái cục mà tương đương với nó vậy á. Và với cái tầm giá 8 triệu thì cái cục AX3000G này là xứng đáng là một cái cục mà phá tiếng mà best value nghĩa là có giá trị cao nhất. À pro rất pro có nghĩa là những cái điểm điểm mạnh của nó rất dễ sử dụng, simple to use. À và tất cả những tính năng của nó đều rất là tốt. À con có nghĩa là điểm không tốt. Với cái giá này nghĩa là cỡ gần 8 triệu nothing không có gì hết không có gì để có thể là cầm là có để, gọi là bàn than phiền cả 8 triệu thì không có gì để than phiền cả nhưng nhưng bữa nay nó sẽ có giá với giá là giá là để các bạn để vợ các bạn than phiền với các bạn là tại sao cái để cho ông bà ổng dụ quay trời dụ quay sao dụ quay rồi Tại vì ông sẽ dụng với các bạn với cái giá 4 triệu Giá đây 8 triệu Mà đã nói là ôi với cái điểm trên giá này Thì không có gì than phiền cả Nhưng mà bữa nay tôi sẽ bán Thanh lý cái cục AX 3000G này với giá 4 triệu Các bạn nghèo các bạn quải chưa hoài chưa Ờ. À, đó. Thì đây nó có pedal này kia rồi vậy ha Tất cả các chức năng à, Pre-effect À đây Reverb rồi à, rồi pre effect có nghĩa là cái pre -amp của cái dạng em nào đó rồi try nè nghĩa là distortion hay override nè modulation là chorus flanger à, tremolo đi echo nè delay là echo đó rồi pitch shifter này kia đây tất cả mọi thứ đều có và cái phần input của nó đó, input vô đây nó có output ra đây left right nè đó left, right, and right. Và nếu trong trường hợp các bạn dùng Ampli dùng Ampli thì các bạn có có quyền chơi một cái kiểu là send với return cái cục phá tiếng này vào cái Ampli thì sẽ dùng cái preamp của cái AMLE và cái effect của cái cục ax 3000 g này hơn, ngày này thôi, thì nó sẽ tránh cái tình trạng là cái preamp chồng cái preamp thì cái preamp chồng cái preamp có khi các, bạn kêu tốt có khi các bạn không kêu Kêu là không tốt, tùy. Ừ. À, nhưng mà các bạn có thể dùng cái chức năng send return để tránh cái tình trạng đó. À, ok. Đó là năm món hôm nay. À. Anh a com hai. Anh đã đăng khuyến mãi rồi em trai. À, khuyến mãi rồi anh đăng khuyến mãi đó, đó rồi. Vì việc mua thôi. U uh, là lá mình dùng cái phần mềm mới nào là la trong cái xui nó có cái hên wow. cái phần mềm mới này trời ơi, cái áo mình đẹp ghê luôn à, áo mình đẹp ghê tại sao nó đẹp nó rõ nét rõ nét các bạn để đến nữa tôi xuống tôi coi cái tivi lớn coi nó có rõ không nhưng mà rõ ràng là nó rõ hơn cái obs rất là nhiều đúng là trong cái xui nó có cái hên À. Rồi, em thích XL12S lắm nhưng giá đặc biệt. Cái này là giá nó đặc biệt rồi em ơi, cái đó 12 triệu, cái giá lời đã nó quá tuyệt vời rồi. Anh không có thể nào bớt hơn nữa được. À, à. cái giá đó, cái 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 cục súp đó nó tuyệt vời lắm. À, không em. Anh cho em hỏi mixer V3 giá bao nhiêu vậy anh? À Nguyễn Trường. À V3 nhưng mà cái model nào? 6, à, 10, 12, 16 à, hay là gì 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 đó. À. Em tí nữa Nguyễn Trường em cứ gọi điện thoại lên trên công ty. Hiện tại đang có giá khuyến mãi nha. Đang có giá khuyến mãi rất là đặc biệt. À, nhưng mà 25 tháng 12 là hết hạn nha. Acom com 2 giá nó là đang khuyến mãi đặc biệt đó em. Em gọi cái số điện thoại lên cho mấy em trên nhạc Việt sẽ báo luôn cho em nha. Cưng lứu bao nhiêu vậy anh ơi? Hỏi cái ba 000 À ái 3.000 rồi. Bên đó đang đang ở à, review đây là bán, bán là 8 triệu nhưng mà nhạc Việt hôm nay tôi đang khuyến mãi à là 4 triệu nha, thanh lý luôn chứ không phải 4 triệu phải khuyến mãi nữa. video chỉ cách thu âm trên mixer 1602 rồi để nói uh, mấy bạn ở nhạc Việt sẽ làm cái video đó luôn à ô uh, vậy trong cái hè trong cái xui nó có cái hình vậy là hôm nay nhờ do cái cái máy mắt nó quật tôi nên thành ra tôi đã có được một cái phần mềm mới và livestream khá là tốt không biết là nó stereo hay mono thôi rồi chào các bạn và chúc các bạn mọi ngày tốt lành